Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Canh Tân xác nhận nên duyên với đối thủ lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Thông tin về tính tin đồn của Triệu Lệ Dĩnh đang nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn. Ở Trung Quốc, Lâm Canh Tân được mệnh danh là nam thần trong mơ của mọi cô gái, với vẻ ngoài lịch lãm, tài nghệ diễn xuất, biến hóa đa dạng. Sau Xin Gọi Tôi là tổng giám đóng cùng Đàm Tùng Vận, nam diễn viên trở lại đốn đua phim ảnh với loạt dự án từ hiện đại đến cổ trang. Tại đại hội chiêu thương mới đây, một quan chức cấp cao của nền tảng Tencent đã nhắc đến Lâm Canh Tân như một thành viên trong dàn cast của phim Câu Chuyện Hoa Hồng đóng cùng Lưu Diệc Phi. Thời gian gần đây, tên tuổi Lâm Canh Tân hot trở lại, nhất là sau khi các ấn phẩm tuyên truyền của Dự Phượng Hành được công bố. Được biết đây là phim đánh dấu lần tái hợp của Lâm Canh Tân với Triệu Lệ Dĩnh sau 6 năm kể từ Sợ Kiều Chuyện. Phim vượt mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng, được kỳ vọng sẽ là dự án của trang bạo của năm. Giữa lúc Dự Phượng Hành đang làm mưa làm gió trên các nền tảng, một quan chức của Tencent đã bất ngờ thông báo Lâm Canh Tân sẽ nhập đoàn phim mới. Dự án này của anh sắp tham gia là phim nữ chủ do Lưu Diệc Phi đóng chính, bên cạnh đó còn có Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vi, Bành Quán Anh. Đây là phim được đầu tư khủng, Lâm Canh Tân sẽ vào vai chồng của nữ chính. Theo tiết lộ từ truyền thông, quy mô của Câu Chuyện Hoa Hồng không thua kém bất kỳ dự án truyền hình nào của màn ảnh showbiz. Dù không được nhất phiên, song việc tham gia bộ phim này cũng góp phần quan trọng trong việc hâm nóng tên tuổi của Lâm Canh Tân. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn tái xuất của nam diễn viên trong dự án mới. Thời gian gần đây, bên cạnh công việc đóng phim, Lâm Canh Tân còn dành thời gian rảnh để đi du lịch, tập luyện thể thao, lẫn tham gia các sự kiện của nhãn hàng. Phòng làm việc của nam diễn viên thường xuyên phát phúc lợi cho fan bằng những bộ ảnh đẹp mắt. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.